chết rồi, cô ta lại biến nữa rồi. Đại sư tỷ, mũi khó chịu quá đi. Trên trời dưới đất không ai làm gì được ta. Ta giết sạch. Ta cơ, người ngông cuồng vậy sao? Bây giờ ta sẽ tiến hành 2 nhập 1 và sẽ mở cánh cửa của ma giới. Thầy, đại sư tỷ, cứu mũi giới. Bám chặt vào nhã. Đại sư tỷ, cứu mũi giới. Cô không sao đâu, tôi sẽ nắm chặt. Cứu chữ môn, chuyện gì nào? Ông hãy nắm cho chặt vào. Chỉ cần kéo dài thời gian thôi là sẽ không sao. Lúc đó cánh cửa sẽ không mở ra được. Đừng gọi tôi là cứu chữ môn nữa, gọi tên, hãy gọi tôi là Thứ Nam. Được rồi, cuối cùng cô ta cũng gọi tên mình rồi. Đại sư huynh, bám chặt vào. Tôi biết cô thích tôi, nhưng bây giờ tôi không thể nói được. Nếu tôi nói tôi sẽ bị tuột tay đó. Vậy anh còn nói gì nữa chứ? Chịu hết nổi rồi. Thái y, để tôi giúp cô. Anh tránh ra. Thái y. Wow, là một hạt châu. Đúng vậy. Không thể chậm chạy được. Biến. Kim thân La Hán, để cô ta qua bên đó. Tên hòa thượng kia, ngươi tưởng ngươi thể làm gì được ta sao? Ta cơ, ngươi đã tu luyện hàng ngàn năm, vậy mà tính ma vẫn khắp. Là hắn, nếu mà không dùng chính khí của thiên địa sẽ không tiêu diệt được ta cơ đâu. Hãy mau đưa cô ta về cõi ma. Ta cơ, người đã làm quá nhiều chuyện xấu xa. Bộ tòa hôm nay sẽ... Trời, đánh hay quá. Đúng vậy. Thầy, muốn làm sao vậy? Thầy, muốn tỉnh lại rồi. Đại sư tỷ, thí chủ, chúc mừng cô đã thoát khỏi ma giới. Anh ta bây giờ đã là La Hán rồi. Sao? La Hán à? Tức là thầy chùa. Đúng. Anh, thí chủ, thầy, anh ta đúng là La Hán rồi, anh ta lợi hại thật. Anh ta đã tiêu diệt ta cơ. Đương nhiên rồi, danh sư xuất cao độ mà. Chịu khó luyện công một tí đi. Đừng nói nữa, ta sao lại là Kim Thân La Hán? Anh là người gì? Bọn tỏ trước đây là La Hán ở nơi Phật tổ. Bởi vì kiếp trước có ân quán với ta cơ, nên mới đầu thầy làm liêu chứng và để kết thúc mối ân quán này. Thực mà kiếp này anh khờ vậy mà có thể làm La Hán. Vậy kiếp trước tôi là gì nào? Kiếp trước thí chủ là Kỵ Nữ Thanh Lâu, nhưng bởi vì lấy thân mình để phục vụ cho công chúng, cho nên kiếp này có hy vọng gì không? Đừng hỏi nữa, không hy vọng đâu. Vậy còn tôi, kiếp trước anh là đạo sĩ, nhưng mà anh đã mắc quá nhiều bệnh ảo tưởng, không chuyên tâm tu luyện, vẫn còn hảo sắc, cho nên tôi nghĩ cái này anh khó thành chính quả. Vậy là tôi chết chắc rồi.
Cũng chưa chắc đâu. Vậy tôi sẽ ra sao? Trái phải làm người khó, làm thần tiên cũng khó, làm ma làm quỷ cũng vậy. Nói cho cùng là có rất nhiều kiếp nạn, cố gắng làm việc tốt. Ảo nói rõ một tiếng có được không nào? Tại sao lại vừa người vừa tiên vừa ma? Bây giờ thế giới này lộn xộn quá, mọi người chết sớm sẽ tốt hơn. Phụ, cứu con! Đừng kéo chân ta buông ra nào! Buông ta ra! Là hắn! Đừng! Nghiệt xúc, hôm nay ta sẽ tự chiến với người. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Tỉnh lại nào, tỉnh lại. Người đâu cả rồi, đúng vậy. Thái Y, Thái Y, Thái Y, muội không sao chứ? Muội không sao, không sao thì hay lắm, mọi việc cũng qua rồi. Đỡ tôi với. Lưu Chấn, Lưu Chấn, anh có sao không? Anh không sao chứ? Tôi không sao, Thái Y, cô không sao chứ? Con mà nữ đó đâu? Được rồi, vì vấn đề an toàn, tôi quyết định đóng phòng với cô. Đóng phòng gì chứ? Mọi gì xong cả rồi, còn đóng phòng gì nữa chứ? Chứ sao thì cũng phải đóng phòng mà phải không? Thầy, mặc kệ anh. Thầy, thầy. Họ dự tính quá. Khờ thiệt. Có làm sao vậy? Cô bị thiếu chai hả? Anh hư lắm nha, đóng phòng. Anh bắt được tôi tính sao? Nè, để tôi với, để tôi với. Mận gì? Họ... Ông không cần nói. Trừ khi ông có thể trẻ ra 10 tuổi hoặc là 20 tuổi gì đó. Còn nói thiệt chứ? Đương nhiên rồi. Đây là thuốc cải lão hoàng đồng tôi mới phát minh ra. Một viên là có thể trẻ 1 năm. 1 năm. 2 viên. 3 viên. 4 viên. 5 viên. Nè nè, Mận gì? Chết rồi, lại phải đếm lại từ đầu nữa. Em hứa với anh đi được không nào? Anh tránh ra nào. Thôi được rồi, tới đây, tới đây. Đừng. Sư phụ, sư phụ mới uống gì vậy? Tôi giết anh. Sư phụ, anh hãy chết tôi rồi. Anh đã biến tôi thành một đứa con nít rồi.